Mẩu này. Đây. Cái mẩu nó tươi. Mẩu nó tươi. Ừ. Mẩu nó tươi hơn mẩu son phụ nữ nhỉ. Đấy. Mẩu son phụ nữ cũng đẹp. Nhưng riêng cái mẩu của hoa hạnh thì thôi rồi. Vâng. Mẩu đẹp nhỉ. Mẩu nó sang lắm. Nhìn nhìn cái hoa này, cái màu của hoa này nhìn chỉ muốn hôn. Thì em nói thiên nhiên một tí anh. Sao? Cười. Không, mình rất thích chơi hoa hạnh. Tại vì hoa nó đẹp. Thực sự nó đẹp. Cái này cây chuối cá anh. Ừ. Nẫn cả vào đá. Bạn này là bạn xương cá ôm núi. Dài. Những cây này nhiều nhiều năm lắm. Thực ra cái phần dưới này còn phải sửa đi. Hôm nay có ông Năm đục, có khi hôm nào ông lên ông đục cho tôi mới nhát. Nhưng còn mùi này em vẽ anh đục phát được. Không, không cần phải chú vẽ anh vẽ được. Nhưng mà dị nhỉ. Nó hay. Nhìn cổ kính, nhìn những cái sụn này nhiều năm lắm. Nhìn như là cây khô nhỉ. Nhưng mà cái giống xương cá cái màu nó kinh khủng nhỉ. Sáng. Đây này, cây xanh này cũng hay không? Cây xanh này. Cái xanh này ngày xưa nhá là mình mua ấy. Trông bây giờ nó bé này thôi. Nhưng ngày xưa ấy là 80 không khênh được đâu. Nó cả một đống đá đấy. Nhưng mà bây giờ về giữ lại đúng một viên đá này này em này. Đúng một viên đá này bớt lại thôi. Vẫn kẹp một viên đá. Giữ làm kỷ niệm. Cây này thì đang làm. Nhưng cái dáng nó mình thích, nó bay. Cái cóc này là cũng rất là có duyên. Được một chú em ở trong Bình Định, chú ấy nhượng cho để chơi. Nhưng mà thực sự là nó ấn tượng. Hôm nọ là rất nhiều quả. Anh em vặt mất mấy chùm rồi chứ không mình nhiều lắm. Cái này mà hôm nào mà có cái mà kiểu như mây đẹp ấy, mà chụp hình lấy phông mây thì thôi rồi. Cố gắng nuôi lấy nhiều quả bán, lấy quả để kéo lại tiền vốn này. Cái này nó có cái thần nét nghệ thuật tự nhiên này nhỉ. Cái bản chất cây cóc này rất là hay. Nó cái độ kéo sẹo nó rất là mạnh. À thế. Ừ. Đây nhá. Nó từ một vết cắt như thế nhưng mà chỉ có nuôi vừa vừa thì nó kéo kín rồi đấy. Mà không phải cái vết cắt nhỏ đâu nhỉ. Ừ, vết cắt to bằng bàn tay đấy chứ. Nhìn ra đúng là da cóc chưa? Da cóc cụ chưa? Xuân xui. Cây này là cây... Em quên tên rồi. Không biết cây gì nữa. Tự nhiên lại quên. Cẩm thị à? Cái gì anh? Đúng rồi, cẩm thị. Cẩm thị. Đấy, đấy. Cứ nói đến thị ý, thì nhớ. Yêu, em chỉ nhớ mỗi thị mới bưởi. Nhưng mà... thị nó phải thị mệt mới sướng. Thị thì thích rồi. Xanh quê đó. Vô cùng nhiều tục. Cây hoa giấy này. Ừ. Cây này nó là một cây đổ mình cũng thích. Em thấy anh rất nhiều cây đổ đẹp. Dáng đổ rất đẹp. Bao giờ mình phải làm một cái cuộc trưng bày toàn đổ đấy. Vâng. Nhiều đổ. Xong rồi mình quay ra cái không gian đằng kia. Em toàn trưng ở ngoài rồi mát.
Cái này là mình làm cái kiểu như một cái rừng cây đấy. Vâng, vâng. Nhưng vâng. Nó như ở trên cái cổng, trên cái cổng làng, cổng này, cổng siêu siêu. Ừ, cột siêu. Dưới chơi nó thích cái dăm mấy cái lá nó nhỏ. Tuổi nó thì mênh mông. Nhìn như cổng. Cái này nó chơi cả hai mặt. Vâng. Đấy, một cái cây rất nhỏ nhưng mà cũng rất khoái chơi, nên là rất là xinh xắn hai mặt này. Hay nhỉ. Cái này về sau xa sẽ cho cái chậu nhỏ hơn để đặt trong lòng bàn tay thôi. Chăm cái cây nhỏ cả một vấn đề đấy anh nhá. Không hề đơn giản. Thế còn cái cây thác đổ này cũng là một cây thác đổ anh em. Cây này thì nó có những cái co rất hay. Nó co, bắt đầu nó co từ đây nhá. Nó khỉu đấy. Gọi là co khỉu mà. Đường đua công thức 1 đấy. Mỗi tội ở Việt Nam bị hoãn rồi. Thì đây vẫn có đấy mà. Cái này mà mai mốt mình chỉnh chi tiết lên thì đẹp. Nó phô cái khỉu khiếp. Cây xanh này. Anh này, cái lá nó sướng không? Lá nó bé li ti đấy. Lá như cái móng tay út. Bé hơn, nhiều cái lá bé hơn. Lá nhỏ. Mà nó săn đến mức độ này. Cây này thì mình lại thích mặt ở nam hơn mặt bên này. Mặt bên này nhìn sâu lắm. Đúng rồi. Mặt bên này nhìn rất sâu. Tí sang đấy sẽ nhìn thấy cây đấy này. Cái này thì đúng là nó là đi xung quanh mặt nào cũng đẹp, góc nào nó cũng có cái góc của nó. Góc này nhìn sâu. Tập nó, tập bóng cũng đẹp. Đây này, tí nữa em phải đứng ở đây em quay chỗ này vào em thấy rằng là cái độ chùn mấy độ đường nét của nó. Nhiều nguyên liệu quý lắm. Em học được anh nhiều rồi đấy. Ôi giời. Anh thì có gì đâu. Không, nói đi một ngày đàn học một sàng khôn. Đi học hỏi. Sệ cái điểm đẹp. Điểm sệ đẹp. Cái này bản thân nó là tác phẩm quý hiếm. Cụm rừng dưới này này. Mình quay này hôm nay là cái thời điểm này là hơi thiệt về ánh sáng này. Không ạ, không chút thiệt. Bóng tân em nghĩ là cũng vẫn rất đẹp. Rồi. Cụm rừng dưới này này. Nhìn. Hút phật. Nhìn sâu thế. Cũng không làm được gì thì mình làm rừng đấy. Mà nhìn thì thấy hết cả bên này. Nhìn rất sâu. Cái dối đặc biệt của anh đây. Đây mới là đặc biệt này. Đây, nhìn cái độ chảy nó sướng. Nhìn như ở đằng kia nhìn em cứ có liên tưởng như kiểu cái cúc vàng. Cái này cái bánh sừng bò đấy chú ạ. À thế á, bánh sừng bò. Trông như cái bánh sừng bò chưa? Đúng rồi. Cái gì vậy? Chi này, nói gì? Vừa rồi nè. Cái đấy là cũng ý tưởng mâm xôn gà sao anh nhỉ? Cái si á? Vâng. Không. Si thì mình thích chơi nó một cái dáng tự nhiên bản chất của si thôi. Cái này là nó có một cái gì đó nó tự nhiên. Rồi. Chơi theo nó tự nhiên. Bộ dăm đạt đến độ xu. Cái này mà đúng cái thời điểm mà cắt lá xong rồi nó phun cái lọc đỏ ra mà cái thời tiết mùa đông ấy. Vâng. Nhìn nó đỏ đẹp. Đỏ rực luôn.
cái lá si này nếu nói mình chơi mình thích con lá xanh thì cái lá nó phẳng. Vâng. Cái thứ hai nữa là cái cây si này đến lúc mà nó ra búp ấy, nó nhiều màu sắc, nó rất là đẹp, nó bóng. Vâng. Nó cũng thay đổi cái màu sắc. Nó thay đổi theo thời gian. Đó loại là mỗi thứ một kiểu. Nó thích đủ thứ mà. Cây này cũng là một cái cây lấy từ một ý tưởng. Từ ngày xưa anh em cứ hỏi mình là tại sao làm này, nó thành cây gì. Thì phải nói giới thiệu với anh em ấy là mình làm cây này ấy, nếu anh em mà nhìn sẽ thấy rằng là ở ngoài Bắc nó hay có đến mùa mưa bão không? Cái cây này của mình ấy, nó có cái tên gọi là sau cơn bão. Thì khi bão thì nó bật gốc không? Thì đấy. Nhưng mà nó bật gốc nhưng nó vẫn sống và nó vẫn phong phú quá. Là nó đẹp nhỉ. Nhiều. Ngày xưa nó lôm nhôm lắm cái gốc đấy. Vâng. Thì anh em bảo là tại sao nó lôm nhôm mà không sửa nhiều không? Thì bão nó bật gốc thì nó kệ nó thôi. Sau cơn bão. Thần đẹp thế. Cái mặt bên nào là đẹp lắm. Vâng, mặt bên này đẹp lắm. Bên này quay nhìn cực sâu. Ở bên này đứng bên này nhìn đẹp hơn này. Đúng rồi, cái bên này nó bên này mặt chính. mặt chơi. Rồi. Đúng ra thì là để lên hình thì phải chỉnh sửa bông nét ra cơ. Đẹp. Đây mình chưa thời gian hẹn mọi người cái dịp khác. À nhưng mà thực ra những cây này là mình cũng hay chụp mà hình lên mà. Thì nó cũng nét. Mỗi lần chụp lên nó cũng đẹp. Rồi. Lạ thế nhỉ? Cẩn thận mất một trứng gà trong đấy người ta đấy. Lại con gà bó trứng. Rất hay. Nhìn như vịnh Hạ Long. Trời. Phải nói là thiên nhiên ban tặng cho con người nhỉ. Hay vậy. Hay. Bản thân là chùn chảy đẹp. Đẹp thật. Tức là nó mình nhìn mãi anh. Nhìn rất nhiều mà nó không thấy chán. Bởi vì nó rất tự nhiên. Thì bản chất nó là tự nhiên mà này. Mà rất tự nhiên. Chùn chảy rất đẹp. Này mà cắt xử. Cây này mà bận sau anh em đến ngắm mà tớ sửa tuốt răm ra thì nhìn nó mới nét được. Vâng. Cái xanh nhũn thế. Tủa chậu thôi rồi. Khỏi bàn. Cây nó tủa chậu khỏi bàn. Giả lắm đấy. Vâng. Giả tận răm. Tủa chậu. Mặt bên này kinh. Cái này vẫn bị cập kênh này. Ừ. Mặt bên này. Phải nói chứ. Mê hồn trận cái đoạn thân gốc này. Cây đấy mình thích chơi hết. Mình giữ nguyên form đấy. Chứ nhiều vâng. Người thì người ta sẽ ấy. Đây này. Cây khi mình cắt chỉnh này. Vâng. Cốc cốc cốc. Ui này có cây dúi đẹp quá. Cái này đặc biệt. Mình thì có cái cái đế này anh làm phải chắc bê tông, đổ bê tông. Nhưng mà cái này anh gắn không hay là khó gắn phải... chứ phải gắn bê tông khoan không? Không gắn thì nó chắc. Cái chân nó cũng ngậm xuống gì? Đúng rồi. Trên chân. Thực ra là mình rất thích chơi những cái mà đôi khi là nhiều người không thích thì mình cứ bê về thôi. Chơi thế nào là chơi? Anh nhỉ? Thì mình thích thì mình chơi mà. Đây này, cái chỗ này nó còn lè cả đá này, sướng. Vâng. Chỗ này đây này. Chảy à. Hy vọng là mình cứ nuôi này sang năm nó lại phè bằng bàn tay thôi. Đây cái cụm này anh đang xây dựng kìa. Còn nhiều nan giải lắm. Anh chịu khó chịu tập.
có sưu tầm lắm này, nguyên liệu của anh. Rúi cũng đặc biệt, chơi rúi đặc biệt thật. Chơi rúi hay mà. Bản thân những cái cốt rúi này anh em biết biết bao nhiêu năm rồi. Vâng. Nếu nói về cổ thì quá già rồi. Vâng. Các ngài định hứa hẹn phải mất vài năm nữa. Cả một bài toán xây dựng. Trong này có một cây xanh Nam Điền rất cổ. Cây này là một trong những cây mà đặc biệt luôn đấy. Phải nói ra anh em mới hiểu được. Đấy, nó đặc biệt ở cái này. Bản thân cái cây này ấy, là ngày xưa mình mua đi chăng nữa mình cũng không hiểu đâu. Nhưng đến khi có những cái anh Nhuận Haki ấy, những đội chuyên chơi đồ cổ ấy, anh đến anh bảo mình mới thấy nó giá trị. Tức là cây này cũng là mẫu tử, nhưng nó lại là cây tử nó ở trên, mà nó có tên là mẹ bồng con. Đấy. Thực chất là gần như mình cũng đi nhiều nhưng chưa bao giờ có ai một làm một cái tác phẩm như này. Thành ra là cái nách ấy là con ở đấy. Lạ. Mở cái bệ nó vững chãi. Thích à? Nhụn nhỉ, nhụn hết rồi. Khô đấy. Cái này mà anh em đang phong trào đục đang dọa vào đục đi đấy. Úi giời. Mình nhỏ thôi, mình rốt thì mình kệ, mình cứ thấy mình chơi. Em đang tập đục đây, anh có nhờ không thì bảo. Để hôm nào anh mời chú bữa rượu đã. Nói như những cái cây này á, không bao giờ được phép tác động. Đang tự nhiên, đang đẹp này, thế này. Cả cái bãi bệ bãi nó nhũn hết rồi. Anh bảo nó hóa như thế này. Nó già đến mức độ nó hóa, nó ngấu nghiến như thế này, chảy xệ, quằn quèo. Bệ kịch. Khủng khiếp. Cây xanh này sức sống hả? Đấy. Đấy là sức sống. Cây này ấy, là một trong những cây mình rất thích. Nó là một sự kết hợp gọi là mộc thạch tương sinh. Vâng. Ngày xưa các cụ hay có câu gọi là mộc thạch tương sinh ấy. Thì nó hay ở cái như thế này. Thực ra nếu như cái hòn đá này để không ấy thì trông nó bình thường. Mà cây xanh này nếu như không có hòn đá này nó cũng bình thường. Nhưng cây và đá kết hợp với nhau lại thành một tác phẩm rất hay. Mà gần như là sinh ra để có nhau ấy. Nó mới gọi là mộc thạch tương sinh, nó ở cái sinh ra là vì nhau đấy. Cây này là lâu năm ở đây lắm này. Lâu năm ở hòn đá này. Chắc là lâu rồi. Chắc lâu lắm, từ bao giờ ngấu thế này. Lẫn hết vào trong. Ở mình cả chục năm rồi. Cũng được sắp đặt rồi anh nhỉ. Đúng rồi. Chứ không phải tự nhiên. Nhưng ngày xưa thì nó khác biệt lắm. Về mình mất rất nhiều thời gian, mình cắt đi mình làm lại nó mới ra này. Nhưng mà ngày xưa thì nó lôm nhôm lôm nhôm. Cái này ra. Chạy, thích nhỉ. Em thích những nét chạy. Chạy tự nhiên, thích lắm. Không bị béo. À, cây này mà nếu mà nhìn góc này lên thì nó gãy thân hết rồi. Vâng. Kinh. Đây này, em nhìn này. Nó gai như thế này cơ mà. Tiếng chắc lắm. Tiếng đanh tiếng. Ngày trước em đi mua chum, mua vải nhiều. Cứ gõ thôi hả? Vâng, cứ gõ. Nhưng mà anh tưởng là mua chum thì phải mang búa đi gõ. Không, gõ muốn chết. Em cứ gõ, ngày trước cứ đi mua chum, mua vải cứ toàn gõ, nó quen tay, thế tự nhiên từ ngày. Cây này được cái là cái độ cao nó vừa phải. Vâng. Nó phù hợp với cái chơi bây giờ, đặc biệt là cái tính hội nhập nó rất cao. Mà một cây xanh Nam Điền mình cho rằng là nó đạt đến cái độ mịn và cái độ tương thích tương đối cao. Tại vì nếu mà thường những cây bây giờ được cái thân thì tay nó sẽ bị non. Nhưng cây này là tay nó cũng già, chi nó cũng già. Em thích cái rễ này, anh cắt cắt cái chỗ này ra. Anh cho nó ra ngoài này, cho nó ăn ở ngoài này. Em muốn nó hóa chỗ này, sau mình bỏ cái rễ này anh Sơn ạ. Thì thực chất thì là cũng đấy ý em nhá.
Em tham gia hả tí? Ừ. Muốn cắt đây, cho ăn ra ngoài, không cho ngấu trực tiếp vào đây nữa. Ngấu trực tiếp vào đây nó vẫn chậm phát. Tức là mình muốn lấy cái lượng thức ăn nó nhiều hơn để mình xử lý cái đoạn này cho thực nó đẹp ra là hơn. Cái này ấy, là phải cắt hộp được rồi. Tại vì không, cái này ấy, là nếu có nuôi tiếp phải nuôi cái này. Cái chỗ này nó hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Cắt được rồi đấy. Đấy thế cũng được. Đúng không? Đấy. Cắt. Vâng, em muốn cái chỗ này nó mình phải tạo ra một cái gì đó. Thôi để hôm nào các chú về các anh mới cắt. Bác lại giấu nghề. Đùa cho em học được anh tí. Học gì đâu. Anh cứ thích chém nó vui vui thế. Thôi cũng muộn rồi khi anh em mình. Ui, này. Ô cái này. Có cái bánh bao đấy. Bánh bao à? Đặc biệt nhỉ. Có thế. Rất là đặc biệt. Một này mai kia đây là trồng hơi thấp rồi đúng không anh? Đúng rồi, cái này hôm nào phải kiếm cái chậu khác. À. Chứ cái chậu này nó chưa ổn. Nhìn phê không? Chơi nếu mà phải nói rằng là chơi cây ngoài mình cái dăm dúi đẹp. Dăm dúi nó khó có loại nào theo được nó. Ở đây chơi từ những cái bé tí. Em thấy nó xinh xinh, rất xinh. Mình thích thì mình chơi mà. Xinh kệ thôi. Thực ra nó cũng sinh động. Sinh động. Mấy cả thí dụ trong cái này, ví dụ chẳng hạn bây giờ một cái cây hoa mà nó nhỏ này mà nó kín hoa đẹp nhỉ. Đẹp nhỉ. Nếu cây hoa mà như này. Mấy cả ở đây ấy là mình thích chơi là vì sao? Trong cái bố cục sắp đặt ấy thì nó tạo sự đa dạng. Vâng. Mà chính cây nhỏ ấy là nền cho những cây vâng. cây to đó. Vâng. Có chiều sâu. Say mê xem cây và mưa không thèm chạy. Thôi mình lại ngồi uống nước tí xong lại xem ra nhỉ.